Xin chào tất cả các bác đang quay trở lại video của shop chuyên nhận chì súng hơi PCP nhà em nhé. Lâu lắm rồi em vẫn chưa lên chương trình khuyến mãi, thì nay em lên chương trình khuyến mãi tặng một hộp kẹo cho mọi người. Các bác có nhu cầu đạn chì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0825671805, có Zalo nhé mọi người nhé. Hỗ trợ tư vấn đặt mua hàng 24/24 luôn. Thì bên em chuyên tất cả dòng chì súng hơi này, từ 4.5 đến 6.10, kẹo chì siêu đẹp siêu chất lượng. Quay video thực tế, quay video như nào gửi cho mọi người như thế 100% như quảng cáo nhá. Lưu ý bên em là ship code COD, hàng không đồng kiểm, không sao hàng. Nói rất nhiều lần về vấn đề này rồi, đây là hàng nhạy cảm và hàng cấm nên các bác lưu ý giúp em. Bên em cam đoan cam kết mọi người là gửi đúng hàng, đúng size, đúng kích cỡ, đúng giá tiền, không treo đầu dê bán thịt chó, lần này còn có lần sau nha mọi người nhá. Uy tín chất lượng thì sau các bác cứ đặt mua hàng bên em thôi. Đấy. Như ở đầu video thì em đã nói là khuyến mại cho mọi người tặng một hộp kẹo đúng không? Thì các bác với một đơn hàng bên em từ 1kg trở lên, em sẽ tặng cho mọi người một hộp kẹo này nhá. Một hộp kẹo này thì có khối lượng là 3 lạng 3. Đấy, hàng chì siêu chất lượng siêu đẹp luôn. Đây, mẫu mã của nó ở đây. Đây là hàng thường đóng máy nhá mọi người nhá. Về viên đạn chuẩn ý, để có một viên đạn chuẩn ý thì gồm 3 yếu tố, đó là độ đều, độ tròn và độ mềm. Thì hàng này là hàng đóng máy, không chút bao via vây vùng nào cả. Cam kết mọi người là hàng chì đẹp nha, không bao via gì hết, chuẩn 100%. Trăm viên như một, nghìn viên như một, chất chì là hàng chì mà vẫn bóp tay cho mọi người, không hại cánh hại khương nhá. Hàng này thì có giá là 450 một ký và được tặng thêm một hộp này nhá mọi người nhá. Được chưa ạ? 450 một ký và được tặng thêm một hộp vàng này, 3 lạng 3, hàng chì siêu đẹp ạ. Mọi người có thể thấy đây, đủ kích cỡ từ 4.5 đến 6.40 nhá mọi người nhá. Đấy, bao cho mọi người hàng này thì bao cho mọi người khoảng tầm 80-90 ăn lắp C2 và hơn 90 ăn lắp ăn cỏ. Đấy, chì đẹp nhá mọi người nhá. Qua với hàng chì dây. Hàng chì dây bên em thì vẫn đang rất hot mọi người ạ. Hàng này thì quá là quen thuộc với mọi người rồi. Đây là 6.35, mẫu kẹo vành ngắn bọc, 5.5 vành ngắn chút. Hàng này thì đảm bảo cho mọi người là hàng chì mềm nhất trong tất cả các loại. Có mẫu kẹo váy ngắn, váy dài, nông sâu, dày, mọc em có hết. Riêng hàng chì dây này thì đủ mẫu mã các loại váy nhé mọi người nhé. 6.35 này, 6.35 váy ngắn mọc này. Hàng này thì bao cho mọi người 90-100m. Đấy, trung bình nhá. Rất đẹp luôn, hàng chì mềm ạ. Qua về hàng FX Igum ở đây, em có mẫu kẹo FX Igum ở đây. Dòng này thì khá là nhiều người chơi, rất chi là hợp cành, đa số là hợp với mọi cành nhá, tất cả các cành đều dùng được luôn, nhấn mạnh là tất cả các cành của đều dùng được, từ cành kéo của Việt Nam đến cành Nhật, cành Slug hay cành xuyên phá đều dùng được hàng FX lấy hết. Chất chì là chất chì đen. Đấy, hàng kẹo nhập giá 450 một ký bao cước vận chuyển rồi. Mọi người thấy không? Chì rất đẹp nhá. Hàng này thì bao xa 120-150m cho mọi người. Số lượng hàng thì rất chi lớn, các bác có nhu cầu xỉ lẻ cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại Zalo trên. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của shop. Xin chào và hẹn gặp lại.